Văn Phi. Không. Là Văn Phi. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với bóng chuyền sinh. Trận đấu đối đầu giữa team sinh viên với lại team của Ngọc Duy Anh các bạn. Đây là team của Ngọc Duy Anh. Bỏ bóng tốt của Thanh Đông đến 1-0 cho Ngọc Duy Anh. Bóng ăn đến trực tiếp của Chaco, đếm 2-0. Rồi. Vẫn còn. Và sự kết thúc của Văn Nhân. Điểm 1-2 cho bên team sinh viên. Bằng Phi. Và điểm quá tốt của Bằng Phi các bạn. Điểm cho Ngọc Duy Anh 3-1. Vẫn còn. Đó là pha xử lý tốt của Long Xét mà khiến cho tầm theo đỡ một không được. Điểm 2-3 cho team sinh viên. Thành Đông không thể đánh rồi, lần thứ hai lên bóng ra ngoài. Điểm 4-2 cho phía bên Ngọc Duy Anh. Đó là pha dứt điểm tốt của Huy Cái nghe không ạ. Điểm số đội nhân xuống còn 3-4. Và điểm số hiện tại là 3-4 nha các bạn. À, bóng tốt của Văn Phi. Điểm 5-3. Và bóng ra ngoài của bên team sinh viên các bạn. Điểm 6-3. Lần này thì không được. Và trận bóng thành công của Tâm và Thanh Đông. Điểm 7-3. Cách biệt 4 điểm rồi. Ngày càng được nới rộng. Xem pha xử lý của tốc cô Văn Phi 8-3 rồi. Lúc này thì đang kéo căng, họ đang cần sự tỏa sáng của Long Xét. Cách biệt là quá lớn rồi. Ôi trời, quá đẹp mắt rồi. Bóng không thành công của Chắc Hồ. Điểm cho team sinh viên 4-8.
này. Điểm 58 nha các bạn. Điểm số hiện tại là 69 các bạn. Tiếp tục là điểm dành cho bên sinh viên 79. Tiếp tục các bạn, điểm 79 bên sinh viên Phúc Bắc. Văn Phi nhưng mà lỗ rồi. Vẫn còn là Văn Phi. Và điểm tốc của Văn Phi. Lúc này thì Long Xét đã bắt đầu rồi. Chúng ta cần phải cố gắng chấn chiêu cơ hội nhiều hơn nữa. Đi rồi, quý cá ơi. Quá tuyệt vời chàng trai này. Rất cao, lên từ vị trí của quý cá. Nhìn quý cá thi đấu tôi đã thấy rằng rất giống bóng tư duy. Thấy tôi là khuôn mặt thôi. Cái phong trình đấu là tôi không bằng rồi. Bóng không qua lưới, điểm dành cho bên Ngọc Duân. 11-8. Bóng lỗ rồi. Cơ hội dành cho bên Ngọc Duân. Thiếu rồi. Cơ hội dành cho các chàng trai áo cam. Cả hai bên mà bây giờ. Bị cá. Vẫn còn. Đây là Văn Phi. Nhưng không được thôi. Đó là vài trận bóng thành công đến từ Quý Cá. Điểm 91 cho bên sinh viên. Vậy thì phía bên và điểm tốt của Huy Cá mà tầm đánh quá cao. Nơi bên trái có sự tỏa sáng của Thanh Đồng. Cái chàng trai tên Tinh Viêm. Sự tỏa sáng của Quý Cá là không hề kém cạnh. Và điểm số hiện tại là 10-12. Và bóng rất khó chịu rồi. Đây, Thanh Đồng. Bóng lăng này thì không thành công rồi Đồng ơi. Bóng đẩy tới vị trí của Lâm Xét số 1. Quá đẹp bắt cái cầu tay của chàng trai này. 11-12. Lấy trước đi em ơi, lấy trước đi em ơi. Điểm số rút ngắn còn 11-12 các bạn. Cách biệt chỉ là 1 điểm thôi. Ngay chỗ đó mà em bật lên em lấy. Này này, Văn Phi. Mở khối đội thành trắng bóng thành công trên trái này rồi. Chạm tay trắng ra ngoài của Văn Phi. Điểm 13-11. Quá tuyệt vời của chàng trai. Ở vị trí số 4. Bên phía đội chủ nhà Ngọc Diệu Anh. 13-11. Quá hay. Nhiệm vụ của Văn Phi sẽ làm gì đây? Cũng không thể kết thúc. Lại lần nữa.
đáng tiếc là mà cũng không thành công đến từ Thanh Đồng. 12-13. Điểm 12-13. Làm gì đây? Wow, và xử lý tốt của Chaco. Điểm 14-12, điểm kết thúc trận đấu dành cho bên Ngọc Diệu Anh. Chiến thắng sẽ gọi tên đội chủ nhà Ngọc Diệu Anh hay không, chúng ta cùng chờ xem. Quý cả vẫn còn tiên là bóng qua bên kia luôn rồi. Điểm 13-14. Như vậy thì chỉ còn một pha bóng nữa là sẽ kết thúc trận đấu nha các bạn. 14 điểm. 14 điểm. Vẫn còn cơ hội để kết liễu trận đấu này. Thư quyền Thắng Đông đang thuộc về họ. Trời ơi, tập đánh trên trắng của Văn Huy. Huy phá được thì Huy làm được Huy ơi. 15-14. Vậy kết thúc trận đấu thứ nhất các bạn. Phía bên đội của Ngọc Nhanh giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúng ta hãy like, share và nhấn ký kênh ủng hộ nhé. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.